Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Ngọc Thảo TV. Thì hiện tại là mình đang ở bến phà Tân Kim Long Hậu. Thì hôm nay mình cùng cô Ba Tây Thi đi chùa và đi phóng sanh nha các bạn. Đây. Hiện tại là đang ở trên bến phà cho nên hơi nắng. Nắng cho nên là nó hơi chói nắng xíu nha các bạn. Vô trong này thì nó sẽ mát hơn. Đây. Đây. Đến đây cái cơm hộp rồi. Mấy chị mình cũng tại giờ thôi mấy chị. Đi to mà. Đi to. Cái này vậy là mua là sao vậy đó nhỏ sao mà đó. Tâm mày xài. Có mấy con ba ba và có hai con có ba bốn con ớt nha. Cái này mua sao chị? À, cái này hả? Cả nhà ơi, có này mua mình giấu tên đi, giấu số tiền đi. Hai con ớt và chị mua mấy con á? Chị mua mấy con? Đây là cứ gọi là con rùa đi mua. Con có rùa nè. Mua hoặc là bây giờ cô ba cho cái cảm nghĩ cho buổi đi hôm nay đi cô ba. Cảm nghĩ hôm nay mình thấy trong lòng mình thấy nó an lạc, chứ trong lòng mình bán một tháng nó bằng biệu và nó có nhiều cái suy nghĩ, nó có nhiều cái ý tưởng, cái trong lòng nó có nhiều cái nỗi lo, hoặc là cái như là một tháng trong đó mình có buồn vui gì mình đi vô trong đây, hoặc là mình đi chùa cho nó, cho mình không có suy nghĩ á, cho nó vui, cho nó thanh thản được, an nhẹ, an nhẹ vui. Nè, tặng cho mượn con nghe. Tại vì là cái này là trên phà đã bắt đầu đây rồi, cho nên là cái tiếng thì nó hơi ồn xíu nha mọi người. Đây đây là phà, đây trên này cũng có rất là nhiều cô chú anh chị cá nè đó. Bây giờ đang ở giữa biển, giữa sông, giữa sông
Hello chị, hello chị. Hello cô ba, hello gì? Con ba gì? Hello gì? Đang tháo cái vật chết trong cái điện thoại. Để anh cầm nha. Anh Đông Kiệt. Có người gọi về nào anh đó có nợ đang gặp thấm thấm vai này nó đừng có kiếm để buồn thế này mọi người không thành ông ba ông chê cắt chê có gì tôi có đây ông ếch ông bùa hai chú ếch à, xuống đây cả nhà. Cô ba mua mấy con ếch vậy cô ba? Dạ ba con ếch. À ba con. Đâu ở đó ba con rồi đúng không? Cô ba. Về chứ thì. Chào Dương Nhi. Chào Nguyễn Linh, này ở đâu hả? Cái này ở ở dưới Bình Chánh nha cả nhà ơi. Đâu cảm thấy bạn. Không có đồ cắt. Chào cả nhà nha. Mình thích vô cô ba. Ủa này cả nhà ơi, mình phải thả trái. Cảm ơn Đức Dương nha. Chào chị Đức Nguyễn. Chào cô ba nha. Cho chị đi chung với nhà cô ba. À, đây mình sẽ thả luôn đây thứ hai nha anh Huy thả chưa không anh thả rồi anh thả chưa à, vậy là anh em thay mà anh thả thả luôn đi thả từ từ thôi nha thả từ từ xuống thôi nha rồi bây giờ là cô ba thả con rùa xuống đây nè cả nhà hôm nay thả những ông rùa nè, những cái chú cá nè, hồi hướng cầu công đức, hồi hướng công đức này đến cho khắp cả các nơi được tiêu tai bệnh dịch. Chào mọi người, chào tất cả mọi người nha. Hồi hướng công đức hôm nay của em và mấy anh làm ra để hồi hướng công đức này đến khắp nơi bệnh dịch được tiêu tai. Cô ba sao không đỡ nói bệnh á? Xin Đức Phật gia hộ và Bồ Tát gia hộ cho chúng con và chúng sanh trên khắp nơi được toàn cầu được mau hết bệnh dịch bệnh và cho chúng con được đang vui và thanh thản. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nghe có một buổi một ngày thả cá đi phóng sanh rất là thiện nguyện như vậy. Mỗi một tháng á, cái mình đi làm như vậy á thì nó không có còn nó không có còn mình không có lo không lo cứ nghĩ ha đúng không thấy không thấy vui không thấy nhẹ nhàng đúng không đây 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 của anh cảm ơn cô ba đã nói không nó nhẹ nhàng thanh thản rồi chào Nguyễn Hải có nhiều cô chú nói chị là nghĩ vậy thì mất khách á thì chị nghĩ như thế nào à nghĩ như vậy thì từ hồi đó tới giờ á thì chị nghỉ mùng 9 dạ chị mà hồi đó giờ chị nghỉ mùng 9 á cái nên em cũng tại vì cô chú anh chị thuộc cùng thông cảm với chị và cùng chia sẻ mình đi thiện nguyện mỗi một tháng mình nghỉ một ngày cắm đầu vô cái công việc làm mà mình công việc làm mà mình đi buôn á thì mình không có nghĩ tới Phật pháp á thì mình có thể mình chạy theo cái đời đường đời nó không có được xong hay rồi, phải không gái dạ nó không có được hay nên mình phải có một mình phải nhín ra một thời gian nên mình phải nhín ra một thời gian mình phải đi thả cá bóng xanh hoặc đi chùa hoặc là đi ngồi thiền và đi khóa tu một ngày chẳng hạn như vậy đi như vậy mà thâm tâm mình an lạc kiết tường thằng chú á tâm ăn là cái kiết tường thằng chú á cô ba nên là như vậy có ba nhắc là cô ba ngồi cẩn thận xin vô xin dạ. Chị xin vô đi ngồi đi mát
cái này phóng tên ở Bình Chánh nha. Dạ, em biết bơi. Biết bơi. Biết bơi dữ lắm luôn. Biết bơi dữ lắm luôn. Khu công nghiệp Tăng Kim. Đây, chuẩn bị vô. Gió khá là mát luôn cả nhà. Mát mẻ lắm luôn. Đi một ngày vậy mình thấy thoải mái cho người vậy ha. Thoải mái. Trong một tháng của mình làm việc thì một tháng thì nó 30 ngày mà mình làm một tháng thì nó 29 ngày, một ngày thì mình nghỉ thì chị mình bán 29 ngày. Chỉ có một ngày mình nghỉ mình đi làm công chuyện thiện nguyện nè. Như là đi mấy hôm nay đi uống xanh gì nè, mình về mình còn đi nấu đồ ăn và mình nơi nấu món á. Hình như chị đây là nghe nói chị nấu xôi, chị có từ thiện đúng không? Đúng rồi. Nay cô ba phóng xanh hết không? Phóng tăng nhiều lắm mà. Rùa nè, ếch nè, cá, cá chê. Có rùa nữa, rồi có cả ếch nữa. Dạ bác 150 hoặc 100 mấy á. Hôm nay cô hai con đi cô ba. Nguyễn Hạnh ơi, hôm nay cô hai không có đến cho mấy cho mọi người nữa cưng. Là giờ về chị nấu xôi luôn đúng không? Nấu cưng, nấu xôi. Mấy giờ là chị đi bán? Cỡ 6 giờ thôi em. 6 giờ chiều chị đi hả? Rồi nước nhiều quá mát quá. Rồi đầu vô tới. Đã đi xong hết một vòng rồi. Hiện tại đang cập bến đây cả nhà. Rồi Nguyễn Thị Kiều Anh chào. Chuẩn bị vô tới bến rồi đây. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Trời ơi. Hết rồi. Đã cập bến rồi. Giật mình luôn. Dạ. Ê, cô ba Tây Thi. Dạ. Cô ơi, con chào cô nghe. Xong hết không nhiên rồi. Một tiếng đi, một tiếng thuận. Không dính, không dính. Không, cô ba dính đi, nè, cô ba Tây Thi lắm. Đây. Đứng cho nó sáng. Này. À, mấy ngày gặp lại. Mấy ngày gặp lại. Nên em đang nói là đông tử luôn rồi. Hỏi cô ba chưa nghe. Rau quả đâu rồi? Cô ba. Cô ba. Cô bác chị Trúc Nguyễn ơi, đang cần người phụ ạ. Tại vì bây giờ về mới bắt đầu đi chợ là nấu khoảng 200 phần xôi mảnh á. Cho nên là có đây là ở đây có rất là nhiều Phật tử ở đây, là mọi người đây. Thì hôm nay vô chùa thì cũng rất là đông, rất là nhiều Phật tử cũng đi thẳng tới khám xong. Thì hôm nay là mùng 9. Mỗi tháng thì cô ba sẽ nghỉ một ngày. Hôm nay thì bây giờ về là cô ba chuẩn bị nấu xôi để chiều mọi người có thực hiện. Đây, nấu xôi nha cả nhà ơi. Đây, chuẩn bị lát nữa mọi người xem video nấu xôi của cô ba nha. Đúng cô ba hôm nay trổ tài nấu xôi nha. Chào cả nhà, chào cô chú anh chị, các bạn, cả nhà của Lâm Nhâm Diệp Phố và Ngọc Thảo Bê Lóc nha. Đây. Chào cô chú anh chị của cùng mà đón xem bắp nướng của ba Tê Hi. Và cũng như cùng theo dõi những món ăn vặt và ngon của các anh chị em cộng đồng giới và cũng món ăn ngon của cô chú anh chị khác nữa. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và đặc biệt là kêu các bạn phải mạnh tay lên. Mấy anh chị ơi, các bạn sẽ quay video mà cô ba nấu xôi cho mọi người cùng xem nha. Cũng hỏi cho cô ba Tê Hi nha. Đó là dễ thương. Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Cũng xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà ơi.